Thưa quý vị, chiều muộn tối nay 25 tháng 4, Ban chỉ đạo 1593 tỉnh Thái Bình vừa thông tin bước đầu về kết quả đấu tranh xử lý ban đầu với ổ nhóm tội phạm do Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương cầm đầu. Theo đó, qua giả soát từ năm 2010 đến nay, lực lượng công an đã xử lý đối với 20 vụ, 12 đối tượng có mối quan hệ với Đường, Dương. Trong các vụ việc này, chủ yếu là do đàn em của Đường thực hiện. Đường không trực tiếp ra mặt nên việc đấu tranh xử lý đối với Đường gặp rất nhiều khó khăn ngày 6 tháng 2 năm 2015, Dương thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường Dương, vợ chồng Dương Đường tham gia các cuộc đấu giá tài sản, chủ yếu là đấu giá đất và đều lấy tư cách cá nhân. Cuối năm 2017, vợ chồng Dương Đường tự đứng ra thành lập, tái gọi là hiệp hội tang lễ Thái Bình và hoạt động có dấu hiệu bảo kê, cưỡng đoạt tài sản. Thời gian gần đây, vợ chồng Dương Đường có nhiều dấu hiệu bất minh về kinh tế thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 9 tháng 1 năm 2020, Công an tỉnh đã xác lập chuyên án đấu tranh với Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương và các đối tượng có liên quan. Ngoài ra, cơ quan công an cũng đã phục hồi điều tra vụ án cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 18 tháng 11 năm 2014 tại trụ sở công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình. Về thông tin thao túng, khống chế, thông đồng trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất của Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương và đồng phạm, Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục tập trung điều tra làm rõ các hành vi phạm tội liên quan đến hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Hiện tỉnh Thái Bình đã yêu cầu các ngành chức năng cần căn cứ vào quy định của pháp luật, phù hợp thật tốt, tập trung thật cao, làm thật khẩn trương nhưng phải rất thận trọng để sớm có kết quả điều tra, truy tố, xét xử nghiêm. Tinh thần chung để thực hiện là không để sót để lọt tội phạm và người phạm tội nhưng cũng không làm oan sai cho người vô tội và không có bất kỳ vùng cấm nào